Xin kính chào quý vị, chúng tôi là Lê Minh Hải. Kính chào quý vị khán giả của đài Net Việt. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 20 tháng 9, đứng trong nhà quan của Úc Hiếu. Chúng tôi đang đứng trong nhà quan của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đã tạ thế, và hiện nay thì có rất nhiều những người thân hữu đã đến chia buồn với gia đình chị Trương Gia Vi, các cháu cũng như là gia tang quyến. Chúng tôi là một trong những người biết, quen biết và kết nghĩa với anh Nguyễn Xuân Hoàng trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, vì chúng tôi là người cùng là người tù nhân ở tù tại Rạch Giá, rồi sau đó là được bị đưa vào rừng U Minh. Thì như quý vị thấy, trong tất cả những hoàn cảnh, cái hoàn cảnh mà ở tù thì cái cảm tình, cái cảm tính của nhau là chúng tôi đều hiểu biết, và vì vậy cho nên cái tình cảm đó nó rất là tự nhiên, rất là sâu đậm. Chúng tôi rất tự hào là đã có cái dịp để quen biết anh nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng. Anh sống một cuộc sống rất là vị tha, mang một cái kỷ lục của một người nhà giáo, và vì vậy những người mà biết anh thì rất là quý mến anh, vì anh có được một sự thu hút rất là nhiều, và anh cũng có được một cái cuộc đời, cuộc sống cũng như là một cái hoàn cảnh mà làm cho người ta rất là mến mộ anh. Chúng tôi biết rằng là anh như là một cái hiện tượng, anh như là một cái nhà triết gia, một cái nhà văn lỗi lạc. Anh ra đi để không biết bao nhiêu cái sự thương mến cho bà con, cho những người thân quen biết anh. Và nhân dịp này thì chúng tôi xin thành thật chia buồn với chị Trương Gia Vi cũng như là gia quyến, và nguyện cầu linh hương của anh sớm vãng lai miền cực lạc. Mình tên là Victor Quang, tiệm vàng Victory Jewelry cũng như là hệ thống của tiệm vàng Thành Tính. Hôm nay mình đại diện cho hệ thống tiệm vàng đến thăm anh Hoàng đã ra đi. Anh Nguyễn Xuân Hoàng là một người nhà thơ, nhà văn, cũng là một người anh mà đã qua bao năm ở tại San Jose. Mình biết qua anh cũng như biết qua chị Vi. Chị Vi là một người chị tinh thần đã cố vấn cũng như giúp đỡ mình trong những cái thời gian ban đầu tại San Jose, và đưa đẩy mình vào trong cái cộng đồng người Việt Nam mình. Chị Vi là một người chị rất là giúp cho mình trong những bước đầu tiên tại San Jose. Hôm nay mình tới thăm viếng anh Hoàng đã ra đi, là một người anh rất là thân thiết, cũng như là một gia đình của anh chị Vi. Hôm nay mình thật là chia buồn cùng gia đình và thân hữu để San Jose mất đi một người thân hữu và cũng là một người chiến sĩ tại San Jose của người Việt Nam của chúng ta. Em là Nguyễn Tường Vi, em quen với lại gia đình anh Hoàng lúc mà anh Hoàng dọn lên trên San Jose. Thì lúc đó anh Hoàng cần một cái căn nhà ở trên này để đem gia đình lên. Thì lúc đó em dọn ra một nhà riêng, thì anh Hoàng đã đến ở trong cái căn nhà mà em đang ở. Và từ đó thì tình thân giữa em và gia đình anh Hoàng chị Vi đã bắt đầu từ đó. Cộng thêm là lúc trước đó em có làm tờ báo điện tử Văn Nghệ Hành Phương, thì lúc đó là có sinh hoạt anh Hoàng chị Vi cho nên đã quen. Sự thân thiết đó thì đã suốt bao nhiêu năm, cho tới lúc cách đây một năm thì anh Hoàng chị Vi cho hay là anh Hoàng bệnh nặng. Lúc đó em đang học ở trên San Francisco thì em có xuống đây để thăm anh chị, và từ đó cho đến nay thì vẫn thường xuyên ghé thăm.
Ngày hôm nay thì đến đây còn có các anh ở trong hội Petuski là các học trò cũ của anh Hoàng cũng đang đứng ở phía bên kia. Chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay để dự lễ tưởng niệm của giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng. Tôi cũng được có cái may mắn là một đồng nghiệp của giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng dạy ở trường Khayshina Pashis. Chúng tôi đến đây dự lễ tưởng niệm và chia buồn cùng chị Trương Gia Vi và gia đình. Kim Trang đại diện cho Trung tâm Nha khoa Hightech Dental Care và Mỹ phẩm Facet đến đây để mà có lời chia tay cũng như là tiễn đưa anh giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng cùng với gửi đến lời chia buồn cùng gia quyến. Và chị Trương Gia Vi cũng là một Kim Trang đại diện cho Hightech Dental Care, là một thân chủ đã trên 20 năm. Và sự ra đi mất mát của giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng cũng là một sự buồn cho cộng đồng và mất đi người tài ba. Và một lần nữa, đại diện cho Hightech Dental Care và Mỹ phẩm Facet chia buồn cùng gia quyến. Dạ, em tên là Đan Trang, cũng như là xin đại diện cho em với lại Cường, Hữu Trần là một trong những người học sinh ngày trước của anh Nguyễn Xuân Hoàng ở trường Petruski ngày xưa. Thì em cũng biết có dịp biết anh chị cũng hơn mười mấy năm rồi, và coi như là anh chị em trong nhà chứ không phải là bạn làm business nữa. Thì sự mất mát của anh ra đi ngày hôm nay là một cái điều, một cái thoát đi cho anh khỏi những cơn đau đớn. Nhưng mà at the same time, em cũng mong anh trở lại phù hộ cho chị để vững tâm rất là mạnh mẽ để tiếp tục con đường của anh trong văn chương và nghệ thuật. Em xin thành thật chia buồn cùng gia đình. Vâng, tôi là Amy Dương, đại diện cho tổ chức Little Saigon San Jose Foundation. Hôm nay chúng tôi đến đây để chia buồn với anh Hoàng và chị Vi. Hai anh chị giống như là những anh chị của vợ chồng chúng tôi. Xin cầu nguyện anh, linh hồn anh được thiêu yêu nơi miền cực lạc, và xin chúc cho chị Vi được ở lại bớt nỗi đau khổ phiền muộn và đứng vững trên cái cuộc đời còn lại. Xin Hoàng hãy cầu nguyện cho chị, phù hộ cho chị Vi. Dạ thưa, chúng tôi là Chu Đan Hằng và chồng là Nhân Chu, có mặt ngày hôm nay để tiễn đưa giáo sư và nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng và chia buồn cùng chị Trương Gia Vi và gia quyến. Đời thức ngang rồi, còn lời chăn trôi về đêm trôi. Hãy chúc mình yêu anh ở nơi thế giới tôi về. Dạ, tôi là Trương Gia Vi, là vợ của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, người quá cố, hiện vẫn còn đang hoàng ở đây. Hôm nay là ngày học trò và thân hữu và những nhà văn nhà báo cùng hành nghề với nhà tôi đã tổ chức một bữa lễ tưởng niệm rất là long trọng và chu đáo để chia tay với nhà tôi. Tôi đại diện cho Tăng Quyến xin thành thật cảm ơn lòng ưu ái và sự thương yêu của mọi người đã dành cho nhà tôi là nhà văn, nhà báo, nhà giáo Nguyễn Xuân Hoàng. Và đại diện cho Tăng Gia, cho tất cả mọi người trong gia đình, chúng tôi hứa là sẽ sống rất xứng đáng với những tình cảm mà của cộng đồng, của thân quyến và của những môn sinh của anh đã dành cho anh, trong tất cả những tình cảm mọi người đã dành cho anh, và chúng tôi hứa sẽ xứng đáng với cái tên của anh. Xin kính chào quý vị và xin gửi đến quý vị tất cả cộng đồng học trò của anh Hoàng lời cảm ơn chân thành của đại gia đình chúng tôi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa
tình yêu say mòn thành đá cuội, xin úp mặt bùi ngùi. Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui, cùng rừng nào lá sắc sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phần này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Mặt trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều này, vết mực nào xóa bỏ